còn mỗi đai máu cực khổ thế nhờ. Hộ pha chiến tướng luôn đúng ra cái gì khổng lồ để cho nó gây đam được không? Không sáu bộ phát không có anh chốc yếu lắm từ đấy, nhiều thằng máu nhiều, máu trâu bò này nhiều máu. Châu bò nhiều máu thì lắp cái diệt trước. Còn mỗi đai máu tận bài chỉ có đai máu thôi lại cực khổ thế nhờ. Xây ra rất tinh thần. Rồi dắp máu ken nen. Rao này rôn không ra lên chết luôn. Đấy cũng được. Này ra văn ba này. Ra văn ba cho nhiều đám. Đấm gì mà ăn ra văn biết phép này. Để nên mình xem mà có nên cho xếp hai cửa đứt phép không hay để con ra vang. Xếp này chỉ ulti một lần rồi các bạn ạ. Chỉ ulti được có một lần nè. Thank you.
Gặp bụng đi em ơi, sét ơi. Sét gặp bụng đi em ơi. Rồi, bỏ con mẹ này với tao. Ô lắm mà. Cũng mày. Ô lắm mà. Đã sinh ra là chỉ trâu tinh nghịch, trẻ trâu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ trâu vô địch. Anh em thấy clip này hay á thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình ghép tướng mới hoặc là build đội hình mới á thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ trâu tinh nghịch, trẻ trâu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ trâu vô địch. Sinh ra là trẻ trâu tinh nghịch, trẻ trâu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì trẻ trâu vô địch.